Em chào mọi người ạ. Em là Em Hảo và ở đây thì Em Hảo đang có rất là nhiều các giống hoa hồng đẹp để mà chia sẻ đến các anh chị nhà mình. Hiện tại thì ở bên vườn em là đang có những giống hoa hồng đẹp như là Masora này, hoa hồng Ramukan, hồng Mon, hồng cổ Hải Phòng, Cezazat, rất là nhiều các giống hoa đẹp để mà có thể chia sẻ đến các anh chị nhà mình. Anh chị nào mình có nhu cầu sưu tầm các giống hoa hồng đẹp nào thì mọi người có thể nhắn lên cho em nhé. Và các giống hoa hồng đẹp ở đây thì đa số đều là những cái giống hoa hồng rất là thơm. Và trên clip này thì các anh chị mình đang nhìn thấy ở đây, đây là những cái cây hoa hồng Masora ở bên vườn nhà em này. Dòng hoa hồng Masora này thì đặc biệt là rất là thơm, form cánh bông to và là cánh kép nha mọi người. Đây là một giống hoa hồng bụi có thể bán leo được nha mọi người. Màu của hoa thì sẽ là màu hồng, màu cam đào mọi người ạ. Màu thì sẽ là màu cam đào nhá. Và hoa thì thường là sẽ là cho hoa bông chùm đây ạ. Mọi người có thể nhìn kỹ cho em này. Hoa thì sẽ là ra hoa bông chùm nhá. Và đặc biệt là dòng này rất là khỏe này, chịu nhiệt cực kỳ là tốt nhá mọi người ơi. Hoa thì rất là thơm. Những cái cây hoa hồng Masora này thì sẽ có giá tốt cho các anh chị nhà mình. Mức giá thì chỉ từ 100 xu một cây thôi mọi người nhá. 100 xu một cây thôi, rất là yêu thương cho các anh chị nhà mình. Đó, anh chị nào mà mình có nhu cầu sưu tầm các giống hoa hồng đẹp nào thì có thể nhắn lên cho em, hoặc có thể liên hệ theo số của em. Em đã để ở trên đầu bài nhé mọi người ơi. Em chào mọi người nhé. Và đây mọi người có thể ngắm thêm cho em này. Đây là một cái giống hoa hồng phải nói là rất là thơm và cực kỳ là siêng hoa. Hoa thì cây một khi mà đã nở thì là nguyên hoa là hoa thôi mọi người nhé. Đây là một giống hoa hồng của Nhật. Bạn ấy sẽ tên là hoa hồng Ramukan nhé mọi người. Thơm và rất là bền, chịu nhiệt vào những ngày hè nắng nóng rất là tốt nha mọi người ơi. Cây phải nói là đẹp xuất sắc nha mọi người. Rồi, tiếp theo đây em sẽ lên tiếp cho mọi người ngắm này. Lên tiếp cho mọi người ngắm nhé. Bông xanh bên vườn em cũng có luôn nha mọi người. Bông xanh cũng có luôn. Đây, mọi người ngắm thêm cho em cái hoa hồng Masora nhé. Phải nói là rất là thơm luôn mọi người ơi, cực kỳ là thơm. Đó, anh chị mình ngắm cho em nhé. Đây, tiếp theo bên này nữa nó sẽ là hoa hồng của Cezazat. Lên trên này thì em sẽ lấy được cho mọi người cái cây hoa mà nó đang nở để mọi người có thể nhìn cái form chính diện của cây luôn này. Đây ạ. Bông màu hồng cũng là một giống hồng của Nhật, cực kỳ là thơm, cực kỳ là thơm luôn ạ. Hồng Cezazat. Cái này thì mình ngoài ngắm hoa ra mình có thể là sử dụng hoa để hãm trà uống, vừa thơm vừa ngon và vừa tốt cho sức khỏe nha mọi người. Đó. Tuyệt phẩm luôn cho các anh chị nhà mình. Còn bên này nữa nha mọi người. Bên này thì em có cả hồng sen trên cạn và có cả hồng mon. Hồng mon là một cái giống hoa cũng là của Nhật, cực kỳ là nổi tiếng luôn mọi người nhá.